mừng quý vị và các bạn đã đến với số đầu tiên của chương trình Tiêu điểm chứng khoán, phát sóng vào 15:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán MB. Tôi là Ngọc Bình, đồng hành với tôi hôm nay có anh Công Tuấn, kinh tế trưởng của Chứng khoán MB. Xin chào anh ạ. Đang hướng về quyết định của Fed về cắt giảm chương trình mua tài sản trị giá 120 tỷ đô la, thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là Fed cũng đã đưa ra rất nhiều cái tín hiệu cho thấy rằng trong thời gian tới thì họ sẽ có sự chuyển đổi nhất định liên quan đến cái chính sách tiền tệ. Thì chúng ta biết rằng bởi dịch Covid-19, do đó thì Fed cũng đã tung ra những cái gói kích thích và những cái gói kích thích tiền tệ rất là mạnh tay trong suốt quá trình năm 2020 cũng đến năm 2021. Và tại thời điểm này thì tôi cho rằng là một cái thời điểm tương đối là phù hợp để Fed nghĩ đến cái chuyện là chỉ có thể là đã giảm bớt quy mô của gói kích thích tiền tệ, và cái động thái vừa rồi của Fed cũng đã tương đối phù hợp với cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Thì như các anh chị có thể nhìn thấy ở trên cái slide mà chúng tôi chia sẻ ở đây, chúng ta thấy rằng là trong suốt cái quá trình các năm 2020 và 2021 thì Fed và các cái ngân hàng trung ương khác cũng đã áp dụng cái chính sách lãi suất siêu thấp, siêu nới lỏng. Và hiện tại thời điểm này thì lạm phát toàn cầu đã có xu hướng tăng trở lại rất là mạnh mẽ, đặc biệt là lạm phát tại Mỹ cũng ở mức độ 5,4%. Mặc dù một số chuyên gia cũng như bản thân Fed cũng đã trấn an các nhà đầu tư và các nhà kinh tế nói chung liên quan đến vấn đề là trong thời gian tới thì có thể áp lực lạm phát sẽ giảm đi. Tuy nhiên, qua quá trình mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta cũng thấy rất là rõ cái áp lực lạm phát tăng lên là rất là hiện hữu. Do đó chúng tôi cho rằng cái quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới diễn ra là tương đối phù hợp. Vâng, theo tôi nhớ rằng là trong quá khứ ấy, đã có những lần mà Fed cắt giảm chương trình tài trợ mua tài sản. Thì theo anh là như lúc đó thì thị trường chứng khoán sẽ phản ứng thế nào khi mà trong bối cảnh lạm phát vẫn còn đang rất là cao? Trên thực tế thì chúng ta cũng phải thừa nhận một điều rằng một cái động lực tăng trưởng chính của cái thị trường chứng khoán thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong cái thời gian vừa qua đó là chính các chính sách lãi suất siêu nới lỏng của các ngân hàng trung ương. Trong cái thời gian tới đây thì chúng ta cũng phải nhận định rằng là các cái ngân hàng trung ương chắc chắn sẽ có những cái biện pháp để thu hẹp lại các cái chính sách siêu nới lỏng này khi mà cái nền kinh tế trên thế giới đã có cái xu hướng phục hồi khá là vững chắc bởi cái dịch bệnh Covid-19 đã có cái xu hướng là được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu, cũng như là cái tăng trưởng kinh tế nó cũng đã có xu hướng phục hồi. Chúng ta thấy rất rõ trong cái quý 2 và quý 3 vừa rồi thì tăng trưởng kinh tế của toàn cầu của các quốc gia dẫn đầu đã tương đối tăng cao, đặc biệt là trong năm nay thì dự kiến IMF dự kiến là tăng trưởng của toàn cầu sẽ ở mức độ là 5,7%. Bên cạnh đó thì tăng trưởng của toàn cầu dự kiến sẽ ở mức độ 4,4% trong năm sau. Áp lực lạm phát cũng đã tăng lên và chúng tôi nhận thấy rằng các cái ngân hàng trung ương đã có những cái động thái vi tế cho thấy rằng trong thời gian tới họ sẽ rút bớt cái quy mô của cái gói kích thích này. Tất nhiên rằng thị trường chứng khoán thì nó không đơn giản như vậy. Chúng ta thấy rằng là trong năm 2022 thì quan điểm của tôi là thị trường chứng khoán sẽ có cái hai cái động lực tăng trưởng chính. Một là cái sự phục hồi của kinh tế vĩ mô dẫn tới cái yếu tố là cái lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ có cái xu hướng tăng lên. Tuy nhiên thì cái yếu tố về nới lỏng tiền tệ và mặt bằng lãi suất siêu thấp sẽ có xu hướng là giảm. Hai yếu tố này nó sẽ tác động qua lại lẫn nhau và tôi cho rằng là thị trường chứng khoán vẫn có xu hướng lạc quan là đi lên. Đặc biệt là nếu chúng ta tham khảo và công kinh nghiệm quá khứ, chúng ta sẽ nhận thấy rất là rõ đó là trong năm 2014 thì Fed cũng đã có cái xu hướng giảm bớt quy mô của các gói kích thích tiền tệ, và tại thời điểm đó thì thị trường chứng khoán đã có một cái thời điểm đi ngang dao động trong một cái kênh hẹp trước khi là tiếp tục bứt phá lên mặt bằng cao mới. Thì tại thời điểm này thì cũng chia sẻ với cả các nhà đầu tư, chúng ta cũng thể thấy các cái xu hướng về việc giảm bớt các quy mô của các gói kích thích là nó đã là xu hướng diễn ra trên toàn cầu, không chỉ là ở Mỹ. Ở ngân hàng trung ương Anh thì cũng đã có xu hướng là họ đã đưa ra những cái thông điệp cho thấy là trong thời gian tới họ sẽ tăng lãi suất. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã tăng lãi suất trong các tháng trước đây và có dự kiến sẽ tăng tiếp lãi suất trong tháng 11 này. Ngân hàng trung ương New Zealand cũng đã có xu hướng tăng lãi suất, và hiện nay thì đến là ngân hàng trung ương của Mỹ là Fed cũng đã đưa ra cái động thái rằng họ sẽ giảm quy mô của gói kích thích. Thì ở đây chúng tôi chia sẻ với cả tất cả các anh chị và các bạn liên quan đến cái xu hướng này, thì chúng ta có thể thấy nhìn vào các cái bản dot plot của Fed cho thấy rằng là rất nhiều cái thành viên trong Ủy ban thị trường mở của Fed đã có cái xu hướng dự đoán rằng lãi suất sẽ tăng lên trong năm 2022 và đầu năm 2023. Chúng tôi tương đối chắc chắn về cái xu hướng này bởi vì hiện nay kinh tế Mỹ đã có cái xu hướng phục hồi rất là vững chắc và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ hiện nay đã giảm xuống mức 4,8%.
không có bất kỳ lý do gì để Fed có thể dừng lại cái quá trình này. Do đó thì chúng tôi đánh giá rằng trong cái thời gian tới thì các cái gói kích thích QE sẽ được giảm bớt quy mô, và cái xu hướng giảm bớt này nó sẽ tương đối đều qua hàng tháng, mỗi tháng khoảng 15 tỷ đô cho đến khoảng tầm giữa năm 2022 là nó sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ nhìn thấy động thái tăng lãi suất đầu tiên của Fed vào năm 2023. Thưa anh, trong bối cảnh mà Fed đang cắt giảm chương trình mua tài sản cũng như là một số nước trên thế giới đã bắt đầu tăng lãi suất, thì theo tôi được biết, Việt Nam đang có một cái gói hỗ trợ 800.000 tỷ để hỗ trợ cho dịch Covid trong giai đoạn 2022-2023. Thì theo anh là ý kiến của anh về cái trường hợp này như thế nào ạ? Về mặt tổng thể thì chúng ta phải phân biệt rõ cái góc nhìn ở đây. Về xu hướng chung của chính sách tiền tệ toàn cầu thì chúng ta cũng đã phải thừa nhận với nhau rằng xu hướng chung của chính sách tiền tệ toàn cầu là xu hướng lãi suất siêu thấp và nới lỏng tiền tệ mạnh tay sẽ giảm dần trong năm 2022, và Việt Nam chắc chắn cũng sẽ phải đi theo cái xu hướng chung này. Chúng ta là một quốc gia có cái nền kinh tế rất là mở, và chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là lớn từ các cái nền kinh tế lớn trên thế giới, đặc biệt là các cái chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn như là Fed hoặc là ECB. Do đó thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy rất là rõ ngân hàng nhà nước cũng hết sức thận trọng, mặc dù là nền kinh tế của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều từ Covid-19, đặc biệt trong quý 3. Tuy nhiên ngân hàng nhà nước cũng đã đưa ra những cái thông điệp cho thấy rằng trong ngắn hạn, thời gian tương lai gần sắp tới thì Việt Nam cũng không có một cái kế hoạch nào cho việc giảm lãi suất điều hành cả. Như vậy có thể thấy rằng là riêng về mặt chính sách tiền tệ thì Việt Nam hiện nay đang đi rất là đúng hướng và rất là chuẩn theo xu hướng kinh tế vĩ mô của toàn cầu và xu hướng chính sách của toàn cầu. Do đó thì tôi cho rằng là mặt bằng về chính sách tiền tệ là sẽ không có nới lỏng thêm. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái gói hỗ trợ và kích thích cho nền kinh tế phát triển dựa trên các cái gói tài khóa và huy động các cái nguồn lực của xã hội. Ví dụ như tôi này lấy ví dụ như câu chuyện của chính sách tiền tệ, có thể ngân hàng nhà nước sẽ không hạ lãi suất điều hành, tuy nhiên ngân hàng nhà nước cũng có thể động viên khuyến khích hệ thống ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay ở một số cái lĩnh vực ưu tiên, những cái lĩnh vực mà bị ảnh hưởng nhiều bởi Covid, và có thể như vậy thì có thể qua đó thì hỗ trợ nền kinh tế. Còn về gói 800.000 tỷ thì chúng ta cũng đã có sự trao đổi chia sẻ, và các anh chị cũng đã có những cái thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì chúng ta cũng hiểu rằng đây là có mang ý nghĩa dự thảo, và về cái gói này trong thời gian tới sẽ triển khai như thế nào, các cái thành phần cụ thể của nó ra làm sao, thì chúng ta cũng cần phải có cái thông tin chính thức. Về mặt tổng thể chúng ta hiểu rằng nó sẽ mang tính hỗ trợ từ chính sách tài khóa nhiều hơn là chính sách tiền tệ. Vâng, thế trong bối cảnh như vậy thì theo anh là các ngành nghề sắp tới sẽ được ngành nghề nào sẽ được hưởng lợi? Về mặt tổng thể thì khi mà trường nền kinh tế có được một cái gói hỗ trợ kích thích có quy mô tương đối cao thì chúng ta đều hiểu rằng toàn bộ nền kinh tế đều có cái sự tăng trưởng phù hợp. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư ước tính thì các cái gói hỗ trợ trong thời gian sắp tới có thể sẽ giúp cho nền kinh tế có sự tăng trưởng GDP lên khoảng 1% so với trường hợp mà chúng ta không có cái gói hỗ trợ. Một khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh trở lại thì theo cái đánh giá cá nhân của tôi từ góc nhìn đầu tư thì tôi đang nhìn nhận thấy rằng cơ hội đến từ các cái nhóm ngành, nhóm lĩnh vực mà họ chịu ảnh hưởng đáng kể từ Covid-19 trong thời gian vừa rồi. Mặc dù vậy thì trong cái thời gian tới nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ, và do đó thì họ sẽ có cái xu hướng tăng trưởng bật mạnh trở lại. Tôi lấy ví dụ như một lĩnh vực như là lĩnh vực hàng không chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng hiện nay đang rất là khó khăn, kể cả các công ty trong lĩnh vực hàng không và các công ty trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không. Thì trong thời gian tới thì tôi đang nhìn nhận rằng nhóm này đang có cái xu hướng rất là tốt. Ngoài ra thì có một số ngành có thể có được cái chịu ảnh hưởng gián tiếp từ cái lĩnh vực này, ví dụ như lĩnh vực vật liệu xây dựng, thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu của lĩnh vực này cũng sẽ là tăng lên. Bên cạnh đó thì các cái gói hỗ trợ và kích thích kinh tế này thì theo đánh giá quan điểm của như tôi thì nó sẽ không có thể thiếu được các cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng. Mà nếu mà lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh trong thời gian tới thì chúng ta cũng có thể quan tâm đến lĩnh vực bất động sản. Tôi nhấn mạnh lại bất động sản thì nó lại phụ thuộc vào vị trí cụ thể và khu vực mà các cơ sở hạ tầng này được đẩy mạnh đầu tư. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của tôi. Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Xin chia sẻ với anh là trong danh mục của tôi cũng có một vài cổ phiếu bất động sản, và thông tin anh vừa chia sẻ có thể góp phần làm tôi yên tâm hơn về quyết định đầu tư của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và anh Tuấn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị yêu thích các video của chúng tôi, hãy like và subscribe. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm các những video đằng sau để phục vụ gửi đến quý vị. Quý vị và các bạn hãy comment
những thắc mắc, câu hỏi cho chúng tôi, các chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong phần sau của chương trình. Xin cảm ơn. Chỉ số mà để theo cái chế độ là logarit, để vì một cái muốn tôi muốn xét một cái xu thế dài của chỉ số Dow Jones, cho nên là chúng tôi muốn xét bằng cái hệ tọa độ logarit. Vì vậy thì tính từ năm, các anh chị có thể nhìn ở trên màn hình, từ năm 2012 đến nay thì chỉ số Dow Jones có một cái xu hướng tăng như thế này đấy ạ. Có một cái xu hướng tăng mà chạy theo một cái kênh màu đỏ phía dưới rất là bền vững, và kênh ở giữa là cái kênh đóng vai trò là cái kênh trung gian của cái chỉ số Dow Jones, và kênh ở trên trong trường hợp mà chỉ số Dow Jones chạy quá thì nó chạm vào kênh này. Vì vậy nếu mà xét trong một cái xu thế như thế này thì hiện tại là chỉ số Dow Jones đang một cái xu thế uptrend rất là dài hạn, và nếu mà xét một cái xu thế ngắn hạn hơn thì chỉ số Dow Jones đang tuân theo một cái kênh như trên màn hình, các anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Đấy là cái quan điểm về cái chỉ số Dow Jones. Đồng thời nếu mà xét về cái mô hình phân tích kỹ thuật thì cái chỉ số Dow Jones đã hình thành một cái mô hình cốc tay cầm. Ở đây là cái xu thế một mô hình cốc tay cầm, thì đầu tiên là cái xu thế đi lên của cái chỉ số Dow Jones, đồng thời hình thành một cái tay cầm. Sau khi hình thành một tay cầm và hình thành một cái quay của cái cốc, và sau đấy thì chỉ số Dow Jones đi lên, khi mà phá vỡ cái breakout khỏi cái đỉnh cốc này thì chỉ số Dow Jones và đi lên. Nếu mà theo cái mục tiêu tính giá, theo cái mục tiêu tính giá của cái mô hình cốc tay cầm, thì cái đoạn tăng của cái chỉ số Dow Jones sẽ tương ứng với cái đoạn từ đỉnh cốc xuống đáy cốc, tức là tương và giá mục tiêu của chỉ số Dow Jones khoảng rơi vào khoảng 45.000 nếu như là theo cái mô hình cốc tay cầm. Tuy nhiên nếu mà theo cái kênh xu thế thì mỗi lần mà chỉ số Dow Jones vượt quá cái kênh trên của cái kênh xu thế, cái cản trên của kênh xu thế, thì điều đấy có nghĩa là phản ánh cái lòng tham của cái nhà đầu tư rất là lớn. Và vượt quá cái kênh tăng phía trên của kênh xu thế thì chỉ số Dow Jones có xu hướng quay trở lại. Ví dụ như chẳng hạn ở đây, hiện nay là ví dụ cái giai đoạn trước là chỉ số Dow Jones là tăng theo một cái tuân theo cái kênh xu thế này, và khi mà nó tăng mạnh quá, vượt quá cái kênh xu thế này thì chỉ số Dow Jones có thể quay lại. Vì vậy nếu mà với điều kiện như vậy thì đặt ra hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất, nếu như chỉ số Dow Jones tuân theo cái mô hình cốc tay cầm này thì chỉ số Dow Jones lên khoảng, chúng tôi dự kiến chỉ số Dow Jones lên khoảng 45.000. Còn trong trường hợp thứ hai là chỉ số Dow Jones khoảng, nếu như theo cái kênh giá như thế này thì chỉ số Dow Jones lên khoảng gần 40.000, khoảng trên dưới 40.000 một chút tùy theo. Và đấy là cái về cái xu hướng lên của chỉ số Dow Jones. Tuy nhiên các anh chị cũng nhìn thấy một cái tín hiệu cảnh báo ở trên màn hình, tức là vừa rồi chỉ số Dow Jones có lên nhưng mà cái khối lượng giao dịch có xu hướng giảm. Đây,
khối lượng giao dịch của chỉ số Dow Jones có xu hướng giảm, mà trong trường hợp chỉ số Dow Jones lên mà cái khối lượng giao dịch giảm, điều đấy có phản ánh là cái lượng cầu yếu thì chỉ số Dow Jones có thể quay đầu. Vì vậy như trong trường hợp này chẳng hạn, chúng ta xét cái giai đoạn trước ở đây, thì khi mà cái chỉ số Dow Jones mặc dù vẫn đang tăng nhưng mà kênh xu thế của cái khối lượng giao dịch có xu thế giảm, thì vậy chỉ số Dow Jones dẫn đến hiện tượng bán tháo ở đây. Tất nhiên là trong trường hợp này là thị trường dính phải cái vấn đề Covid nữa. Tuy nhiên xét về mặt, cứ bỏ hết tất cả những tin tức bên ngoài, thì rõ ràng là về mặt phân tích kỹ thuật là khối lượng đang mâu thuẫn với giá, dẫn đến là cái khả năng đảo chiều là có. Vì vậy trong trường hợp hiện nay cũng như vậy, đang có một cái tín hiệu cảnh báo là khối lượng giao dịch có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên cái giá vẫn đang đi lên, vì vậy là cũng có khả năng là chỉ số Dow Jones có thể đảo chiều. Vì vậy chúng ta cũng phải cảnh giác về vấn đề này. Tuy nhiên vậy thì trong trường hợp nào chúng ta hành động như thế nào? Vì vậy trong thị trường tăng thì chúng ta cũng không cần phải, đấy là mình phân tích, nhưng mà trong thị trường tăng chúng ta cũng không cần quá phải quan tâm đến cái vấn đề đoán đỉnh của thị trường tăng lên bao nhiêu. Vì vậy nếu chỉ số Dow Jones cứ tăng trên vùng 35.000, các anh chị cứ yên tâm mà nắm giữ cổ phiếu. Bởi vì thị trường quốc tế thì nó cũng đang cổ vũ tốt cho cái việc tăng giá của thị trường trong nước. Còn trong trường hợp mà thị trường chỉ số Dow Jones mà dưới 35.000, tức là với cái vùng như thế này, khoảng đặc biệt là khi lúc đấy thì chỉ số Dow Jones nó phá vỡ một cái kênh tăng giá như thế này, thì có là tín hiệu của thị trường quốc tế đang có tín hiệu xấu. Vì vậy là các anh chị cũng quan tâm đến cái việc mà thắt chặt cái việc mà quản lý danh mục. Đấy là cái chỉ số Dow Jones Index. Vì vậy tôi cho rằng là quan điểm tôi thì có thể các anh chị không tiếp tục mua thêm nhiều cổ phiếu nữa. Tuy nhiên các anh chị vẫn nên tiếp tục nắm giữ danh mục để tận dụng cái đà tăng của thị trường. Bởi vì mặc dù là cái phân kỳ giữa cái khối lượng và giá, tức là giá có xu thế đi lên nhưng khối lượng có xu thế đi xuống, nó chỉ là đưa ra tín hiệu cảnh báo thôi, cảnh báo các anh chị phải thận trọng. Bởi vì lúc đấy là giá và khối lượng không đồng pha với nhau, các anh chị thận trọng. Nhưng điều đấy không có nghĩa là các anh chị phải bán vội cổ phiếu ngay khi mà cái tín hiệu cảnh báo, đây là cảnh báo để cái việc quản lý danh mục các anh chị thận trọng hơn, và các anh chị việc mua mới các anh chị thận trọng hơn. Còn hiện tại thì các anh chị vẫn, theo quan điểm cá nhân của tôi, thì các anh chị vẫn nên tiếp tục nắm giữ trạng thái danh mục. Đấy là cái thị trường chứng khoán Mỹ mà đại diện là chỉ số Dow Jones. Chúng tôi có thể phân tích thêm cái thị trường về giá dầu. Giá dầu ở đây chúng tôi cũng để theo cái đồ thị tuần. Vì vậy cái giá dầu về đồ thị tuần thì giá dầu hiện nếu cũng có một cái kênh xu thế, chúng tôi có thể vẽ một kênh xu thế này như thế này, thì giá dầu vẫn có xu thế đi lên. Tuy nhiên các anh chị cũng nhìn thấy là cái vùng mà từ 80 cho đến 120 là cái vùng mà trước đây là giá dầu mắc ở đây rất là nhiều. Vì vậy đây là một ngưỡng cản rất là lớn, thì đòi hỏi, tức là nếu mà giá dầu mà tăng trong cái giai đoạn từ 80 này mà lên 120 là rất là khó khăn và rất là mất nhiều thời gian. Theo quan điểm tôi là rất là mất nhiều thời gian. Vì vậy chúng tôi có thể dự đoán rằng cái việc mà giá dầu tăng nhanh trong ngắn hạn là tương đối khó khăn. Giá dầu tăng nhanh trong ngắn hạn là tương đối khó khăn. Và nếu như trừ khi giá dầu nó vượt 120 đây, thì cái lúc đấy thì cái giá dầu mới có thể tăng mạnh được. Còn trong giai đoạn này giá dầu rất là khó khăn cái việc là tăng mạnh trong ngắn hạn. Đấy là tôi vừa chia sẻ với các anh chị về cái thị trường chứng khoán Mỹ mà đại diện chỉ số Dow Jones, và đồng thời cái giá dầu đây thì nó thể hiện, nó ảnh hưởng đến cả cái ngành dầu khí, và đồng thời ảnh hưởng đến, nó cũng thể hiện là cái tình hình đi lên của cái sản xuất. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của anh. Trong bối cảnh mà đang thiếu hụt về năng lượng thì chia sẻ của anh thật sự rất là hữu ích cho những nhà đầu tư đang quan tâm đến giá dầu hay là quan tâm đến năng lượng trên thế giới. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng phần tiếp theo đây sẽ là phần mà quý vị và các bạn đã mong chờ từ đầu chương trình, đó là phần các bạn hỏi chuyên gia trả lời. Và như những câu hỏi mà tôi đã thấy các bạn đã gửi cho chúng tôi ở đây, thì tôi thấy câu hỏi, tôi xin được đọc câu hỏi của nhà đầu tư là anh Nghiêm Phú Cường. Anh có hỏi các chuyên gia là nhờ các chuyên gia tư vấn về hai cổ phiếu VNN và STB,
Câu hỏi này tôi xin mời anh Tuấn trả lời cho nhà đầu tư ạ. Kính thưa quý nhà đầu tư, thì tôi cũng xin được giải đáp về cổ phiếu SBT. Cổ phiếu SBT là cổ phiếu liên quan lĩnh vực mía đường. Thì chúng ta cũng biết rằng trong cái thời gian vừa qua thì lĩnh vực mía đường có những cái xung lực căng rất là mạnh. Cụ thể thì nó dựa trên hai cái yếu tố cơ bản chính mà tôi cho rằng là nó sẽ có cái tác động trong cái thời gian tương lai, ít nhất là tương lai gần, để hỗ trợ cho cổ phiếu này. Thứ nhất là về giá đường, thì giá đường trong thời gian vừa qua đã có cái xu hướng là tăng, đặc biệt là bởi xu hướng thiếu hụt đường trên cái thị trường toàn cầu. Và trong cái xu hướng này, theo quan điểm của tôi, nó vẫn tiếp tục duy trì trong thời gian tới, ít nhất là khoảng tầm 1-2 quý tới. Xu hướng thứ hai đó là Việt Nam trong cái thời gian vừa qua cũng đã đưa ra một số những cái biện pháp để hỗ trợ cái sản xuất đường trong nước, trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy rằng là các cái áp lực lên các cái nhà sản xuất đường trong nước ở mức độ rất là cao trong những năm trước. Với cái xu hướng áp thuế lên cái nước đường nhập khẩu, thì tôi cho rằng là trong thời gian tới thì ngành mía đường nói chung và cổ phiếu SBT nói riêng cũng sẽ tiếp tục được hưởng lợi và sẽ có xu hướng là tăng lên trong cái thời gian tới. Tôi duy trì cái quan điểm lạc quan về cái cổ phiếu SBT này. Dạ vâng. Vâng, hy vọng câu trả lời của chuyên gia chúng tôi thì có thể giảm đáp phần nào thắc mắc của nhà đầu tư ạ. Câu hỏi tiếp theo ở đây tôi nhận được đó là nhờ các anh chị chia sẻ về tuần tới là VN Index có thể về 1.200 điểm không? Đây là câu hỏi của anh Việt Đặng ạ. Câu hỏi này thì tôi xin mời anh Ngọc trả lời ạ. Vâng, cảm ơn chị Bình. Cái việc những tôi có chia sẻ trong cái phần mà thị trường chứng khoán quốc tế, vì vậy thì tôi cũng muốn chia sẻ với anh Việt Đặng ở đây, tức là cái thị trường có thể thị trường có về 100.200 hay không, thì theo tôi, quan điểm của tôi thì hiện tại thì chỉ số VN Index đang là xu thế đi lên, đang rất là tốt, tức là khối lượng vẫn có xu thế tăng dần và giá chỉ số vẫn đi tuân theo cái kênh này, thì cái việc mà về 1.200 ngay ở đây thì rất là khó. Tôi nghĩ cái việc ấy rất là khó, bởi vì nó đang tuân theo như thế này, và đồng thời là chỉ số VN Index cũng có một cái quá trình tích lũy ở đây, cái vòng gần như một mô hình cái cốc ở đây, tích lũy ở đây, thì cái việc mà muốn mà thị trường mà có thể xuống sâu hơn nữa thì phải đòi hỏi phải phá vỡ cái vùng tích lũy này, thì điều đấy theo quan điểm cá nhân của tôi thì rất là khó để có thể mà xảy ra cái điều đấy xảy ra. Dạ vâng, thưa chuyên gia, thì đấy là có thể thị trường vẫn đang rất là tốt và chúng ta có thể thêm tự tin yên tâm hơn về quyết định đầu tư của mình, có phải không ạ? Vâng, theo quan điểm cá nhân của chúng tôi thì các anh chị có thể hoàn toàn lạc quan với thị trường hiện tại. Dạ. Câu hỏi này thì tôi nghĩ là tôi sẽ nhờ cả hai chuyên gia cùng giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư ạ. Đó là câu hỏi của nhà đầu tư Lâm Bảo với một câu hỏi là nhờ chuyên gia phân tích giúp mã TNG về cơ bản và kỹ thuật ạ. Đầu tiên thì tôi xin mời anh Tuấn ạ. Thì cũng chia sẻ với các nhà đầu tư thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có một cái cuộc analyst meeting cùng tổ chức với TNG, và chúng tôi nhận thấy rằng công ty có những cái triển vọng rất là tốt. Mặc dù là trong thời gian vừa qua ngành dệt may, không ít công ty trong ngành dệt may gặp những cái khó khăn nhất định liên quan đến vấn đề về thiếu hụt lao động cũng như là về gián đoạn đơn hàng bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên thì qua trao đổi chia sẻ với ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi thấy rằng là công ty cũng vẫn đảm bảo đơn hàng rất là tốt, và cái tăng trưởng lợi nhuận cũng như doanh thu trong 9 tháng đầu năm từ hoạt động cốt lõi kinh doanh chính của công ty cũng đã đi lên rất là mạnh. Thế thì với những cái yếu tố như vậy và trong thời gian tới công ty dự kiến có cái kế hoạch mở rộng công suất trong những cái năm tới khá là đều, thì tôi đánh giá rằng cái lĩnh vực dệt may là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty vẫn có cái xu hướng tăng trưởng rất là tốt trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng đã có những cái thông tin cũng như là có những cái chia sẻ về cái đợt thăm doanh nghiệp này đến với các nhà đầu tư của MBS. Liên quan đến cái lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng khá là tiềm năng, đó là TNG trong cái thời gian tới cũng dự định sẽ đầu tư vào lĩnh vực cái bất động sản, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản tại kinh doanh cho bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp. Thì với bất động sản khu công nghiệp thì công ty hiện nay cũng đang có sở hữu một cái cụm công nghiệp, và trong cái thời gian vừa qua thì công ty cũng đã hoàn thành cơ bản cái
cái công tác giải phóng mặt bằng cũng như là chuẩn bị đầu tư mặt bằng hạ tầng, và có thể trong cái thời gian tới thì công ty sẽ đưa cái dự án bất động sản khu công nghiệp đó vào khai thác. Nên chúng tôi đánh giá rằng trong những năm tới thì mảng bất động sản cũng đã bắt đầu sẽ có cái đóng góp về doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Mặc dù tại thời điểm hiện tại thì mảng dệt may vẫn là mảng chiếm cái tỷ trọng về doanh thu lợi nhuận chính, tuy nhiên trong những năm tới thì chúng tôi đánh giá mảng bất động sản cũng sẽ là một trong những mảng tăng trưởng. Ngoài ra thì công ty cũng có những tham vọng về việc là tiếp tục đầu tư những cái dự án bất động sản nhà ở tại khu vực mà công ty hiện nay đang có cái thế mạnh. Thế thì trong cái thời gian tới tôi đánh giá rằng TNG cũng sẽ có rất nhiều cái triển vọng để tăng trưởng cả trong ngắn hạn và trong dài hạn. Thì cũng chia sẻ với các nhà đầu tư là chúng tôi cũng vừa phát hành cái báo cáo về cổ phiếu TNG, thì cũng rất mong cái nhà đầu tư quan tâm và có những phản hồi tích cực để chúng tôi tiếp tục chia sẻ với nhà đầu tư về cái triển vọng cơ bản của cái doanh nghiệp này. Dạ vâng, đấy là quan điểm rất tích cực của anh Tuấn. Thế còn anh Ngọc, anh có quan điểm gì về mã cổ phiếu này ạ? Vâng, thì anh Tuấn đã chia sẻ những cái thông tin cơ bản, phân tích theo phân tích cơ bản của cái cổ phiếu TNG. Chúng tôi thì có thể có một cái nhìn về cái vấn đề về phân tích kỹ thuật. Tức là xét một cái quá trình này, các anh chị nhìn từ năm 2013 thì cổ phiếu TNG đã tăng lên và tạo thành một cái mô hình gần như là cái cốc tay cầm hay là cái đĩa gì đấy, tùy các anh chị quan niệm ở đây nó rộng hơn, chúng ta có thể gọi là cái đĩa cũng được. Và đấy, sau khi mà tình thành một cái mô hình như vậy thì nó có một cái lần rũ bỏ đây, và rũ bỏ đây thì sau quá trình rũ bỏ thì cổ phiếu TNG đi lên, cổ phiếu TNG lên tiếp tục hình thành một cái mô hình gần giống cái cốc một chút và break qua cái đỉnh cốc này. Khi mà cổ phiếu TNG break qua đỉnh cốc này thì nó không tăng ngay và nó lại tiếp tục tạo ra một cái vùng tích lũy ở đây. Vùng tích lũy ở đây rất là mạnh ở chỗ là nó có nhiều lần rũ bỏ, tức là những nhà đầu tư mà bám theo TNG giai đoạn này rất là mệt mỏi, tức là chạy lên chạy xuống như thế này, thì điều đấy rũ bỏ nhiều như thế này thì những nhà đầu tư vị thế yếu là có thể bị rớt khỏi cái cổ phiếu TNG. Và đồng thời sau đấy thì cổ phiếu TNG tăng lên với cái tốc độ rất là tốt, giá tăng và khối lượng giao dịch các anh chị cũng nhìn thấy tăng. Vì hiện nay vừa rách qua, mới qua cái đỉnh, qua đỉnh cổ phiếu TNG đấy khoảng 28.000. Thì bây giờ nếu mà tăng lên 33.000 cũng chưa đạt cái mức độ tăng. Thông thường thì cổ phiếu phải tăng khoảng 25-30% với những cái cổ phiếu mà đã có cái quá trình đi lên dài như thế này và quá trình tích lũy dài này. Ngoài ra chúng tôi có một cái chỉ số là leading stock. Thì khi mà chỉ số leading stock phải duy trì trên 80 thì điều đấy là có nghĩa là chỉ số này, cổ phiếu này đang rất là mạnh hơn so với đa phần các cổ phiếu ở trên thị trường, tức khoảng 80%, mạnh hơn 80% các cổ phiếu khác ở trên thị trường. Các anh chị cũng nhìn thấy là cái giai đoạn nào mà cái cổ phiếu mà các chỉ số này nó trên 80 thì các anh chị cũng phải yên tâm là cái cổ phiếu của anh chị đang cầm ở trong danh mục nó đang mạnh hơn thị trường. Vì vậy thì tôi cũng đồng ý với quan điểm về phân tích cơ bản của anh Tuấn là chỉ cổ phiếu TNG là đang có một cái xu thế rất là tốt để các anh chị có thể nắm giữ vị thế, hoặc thậm chí là mua mới các anh chị cũng được, bởi vì cái vùng này cũng mới qua cái vùng break, cho nên cũng không có anh chị cũng không ngại vấn đề là hôm nay tăng thế này thì cổ phiếu TNG trở thành mua đuổi. Nhưng theo quan điểm tôi thì cái vùng này các anh chị vẫn có thể gia tăng tỷ trọng hoặc là mua mới của cổ phiếu TNG. Dạ vâng, cảm ơn hai chia sẻ rất là cụ thể và sát sườn của hai chuyên gia ạ. Vâng, quý vị và các bạn có thể thấy là cổ phiếu TNG là một cổ phiếu hết sức tiềm năng và tăng trưởng. Vâng, câu hỏi tiếp theo chúng tôi muốn, các nhà đầu tư muốn gửi đến hai MC, đó là câu hỏi là xin hai chuyên gia tư vấn hơn về mảng bất động sản và vật liệu xây dựng ạ. Câu hỏi này tôi xin trả lời anh Tuấn, bởi vì theo anh Tuấn chia sẻ là ngành bất động sản và ngành vật liệu xây dựng thì đều đang hưởng lợi, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng như các anh chị cũng đã biết, chúng ta theo dõi thị trường chúng ta thấy rằng là cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu vật liệu xây dựng là những cái cổ phiếu mà tương đối là hot trên thị trường, không chỉ là trong một vài tháng qua mà có thể là suốt năm 2021 là cổ phiếu xây dựng và cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu vật liệu xây dựng có những cái thành tích rất là tốt. Thì cái xung lực từ của cho cổ phiếu về cổ phiếu vật liệu xây dựng thì chúng tôi đánh giá là nó dựa trên các yếu tố liên quan đến cái mặt bằng giá cả hàng hóa trên thế giới. Chúng ta thấy rằng giá thép tăng, giá xi măng tăng. Đấy, thì có những cái yếu tố như vậy nó khiến cho các cái doanh nghiệp vật liệu xây dựng trong năm nay có cái kết quả kinh doanh rất là tốt, với biên lợi nhuận của họ cao hơn hẳn so với mọi năm. Thì với cái xu hướng hiện tại thì chúng ta chưa nhìn thấy rằng cái mức độ hạ nhiệt của các cái giá cả hàng hóa cơ bản này
nếu chúng ta nhìn vào cái giá thép thì chúng và giá những cái mặt hàng như là tôn mạ thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao trong cả trong thị trường trong nước lẫn thị trường nước ngoài. Thế do đó thì tôi đánh giá rằng trong tương lai gần thì các cái mã cổ phiếu liên quan đến vật liệu xây dựng vẫn sẽ có những cái triển vọng tăng trưởng rất là tốt. Tuy nhiên cái góc nhìn của tôi thì tôi đánh giá rằng chúng ta cần phải nhìn nhận sâu sắc hơn một chút liên quan đến các tương lai tương đối xa hơn là năm 2022, khi mà dịch bệnh Covid được hoàn toàn kiểm soát trên toàn cầu và nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường thì rất có thể là các cái mặt hàng hóa cơ bản nó sẽ trở lại trạng thái bình thường, và do đó thì lúc đó thì chúng ta cần phải theo dõi rất là sát sao và chúng ta phải chốt lời các cái cổ phiếu liên quan đến ngành vật liệu xây dựng cho nó tại thời điểm cho nó phù hợp. Bởi vì khi mặt bằng giá trở lại bình thường thì biên lợi nhuận của các công ty này sẽ trở lại bình thường, và do đó thì lợi nhuận của các công ty này rất khó tăng trưởng trong năm 2022. Liên quan đến mảng lĩnh vực bất động sản thì như tôi chia sẻ với các anh chị thì trong cái thời gian tới thì với các cái biện pháp hỗ trợ và đẩy mạnh cái đầu tư cơ sở hạ tầng trong cái gói hỗ trợ của chính phủ thì rất có thể là lĩnh vực bất động sản sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên đối với lĩnh vực bất động sản chúng ta không nên đưa ra một cái câu nhận định chung chung, mà chúng ta nên hiểu rằng bất động sản nó phụ thuộc vào các công ty cụ thể với các dự án cụ thể tại những vị trí cụ thể. Đấy, tôi lấy ví dụ rất đơn giản, giả sử như là trong thời gian tới các cái dự án cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh ở đâu thì các cái doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất ở cái khu vực đó, ở cái vị trí đó nó sẽ được hưởng lợi, chứ không phải là toàn bộ tất cả các cái doanh nghiệp. Đấy. Vấn đề thứ hai nữa là bất động sản nó còn phân ra rất là nhiều các cái mảng phân khúc khác nhau, ví dụ như là bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại, bất động sản nhà ở thì nó lại còn phân ra là bất động sản liên quan đến dự án nhà ở gọi là đất nền, và thứ hai nữa là liên quan đến chung cư nữa, mà chung cư thì chúng ta hiểu rằng là cái giá của nó ở từng khu vực khác nhau và nó có hạ tầng khác nhau, nó sẽ khác nhau. Thế do đó thì cái lời khuyên của tôi dành cho các nhà đầu tư đó là về mặt tổng thể thì lĩnh vực bất động sản là một lĩnh vực tiềm năng. Tuy nhiên khi chúng ta đánh giá cổ phiếu bất động sản thì chúng ta phải đánh giá vào công ty cụ thể với dự án cụ thể và triển vọng triển khai cụ thể của dự án. Vâng, với những cái chia sẻ và lưu ý của nhà đầu tư của chuyên gia thì nhà đầu tư sẽ có thể có những quyết định mà đầu tư phù hợp và hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vì thời lượng của chương trình nên là chúng tôi xin kết thúc buổi livestream hôm nay. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong 15:30 thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi chúng tôi.